nay trà Dr. Thanh giữ lại 9 loại thảo mộc tự nhiên giúp thanh lọc cơ thể, tươi mát mỗi ngày, luôn tươi mát mà không lo nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh lọc cơ thể, tươi mát mỗi ngày. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 10 tháng 8 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Phát huy trách nhiệm cao nhất, sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn hơn 730.000 tỷ đồng cho các